Kính thưa Tòa Thị Vị và Lê Tu chương trình, Lê sẽ được mời vị cùng thưởng thức một sáng tác của nhà sĩ Ngọc Sơn, ca khúc được mang tên Tình Mẫu Tử. Và với ca khúc này, mời vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của Hồ Hậu. Xin quý vị cho Hồ Hậu một tràng vỗ tay thật lớn quý vị ơi. Và sau tiếng hát của Hồ Hậu là tiếng hát của Văn Trận chuẩn bị. Nhớ làm sao từ xa xưa ấy khi con vào càng trừ cả đi ngồi nghe mẹ kể mà nước mắt rưng rưng về một giây phút. Và trong bù mẹ rồi hoa lên khóc giọt máu của mẹ bước ra chào đời. Mẹ đã sinh con ra đời con ước cao vời một ngàn trời mai. À ơi, sông kia có cả, núi kia có ngọn, lòng núi con bằng đằng đi. Năm tháng rừng trôi, giờ đây con đã lớn khôn nên người. Không thể nào người tình cha lòng mẹ ra khó ngày đi. Bạn bè thương mến xung quanh, thầy cô giúp con học hành. Cảm ơn tất cả, cảm ơn cha mẹ nghĩa cao xin tài. Con nhớ làm sao từ xa xưa ấy khi con vào đời căng trở cả đi ngồi nghe mẹ kể mà nước mắt rưng về một giây phút thiêng liêng hài nhi vương vai trong bụng mẹ rồi hoa lên khóc giọt máu ra chào đời. Mẹ đã sinh con ra đời câu mơ cao vời một ngàn trời mai. À ơi, sông kia có cả núi kia có ngọn lòng người con mang ngàn đi. Năm tháng rừng trôi, giờ đây con đã lớn khôn nên người. Không thể nào quên tình cha lòng mẹ ra khó ngại đi. Bạn bè thương mến xung quanh, thầy cô cảm ơn cha mẹ nghĩa con xin tài. Bạn bè thương mến xung quanh, thầy cô thương con
mẹ